tre, tre ngà, tre ngà. Tre của ông Gióng. Quê em có Bác Ngọ có cái cây bới tre đẹp lắm. Nam Điền đó. Hay nhỉ. Có độc đáo. Mặt hết lá rồi. Ờ, kinh à. Ta lại ra chợ rồi đó. Vâng. Mới ăn rồi, giờ đi chơi thì... Nắn vào dây được cả tre hoành tráng. Cây này của anh ấy. Vào dây được cả tre cả. Tre ngà chứ. Này chơi đẹp đấy. Đúng không? Tre mà tay tán rất là hợp lý nhỉ. Hiếm lắm. Dễ như đâu phải dễ. Dễ chết phải. Ôi à. Cứ như là vặt lông gà lông vịt. Đây này. Con nó lên mạng cây đi. Vâng. Tối này có đấy. Cây này bao tiền anh? 2 triệu. 2 triệu rưỡi. Cây này mình chăm lâu chưa anh? Được 3 năm rồi. Bác chăm có cái cách nào để nó không bị mất chi trước này không? Cơm nó chưa thả nước thôi. Mất làm sao để chi. Thế à? Làm con cò đậu đấy. Giỏi nhỉ. Làm rất tài tình nhé. Đây cái bể mê. Anh đọc cho em cái số của anh á. Có gì tí lưu tí còn nhớ gọi. Đọc cho em cái số điện thoại của anh á. 01257 18 48 à? 18 01257 18. Tiếp 18 nữa. 18 18 nữa. 18. Anh gì nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Hoàn. Sau về nghiên cứu rồi gọi. Nếu mà còn. Mình ở tận đâu cơ anh? Ở Ba Lan. À, đi gần. Ở đây xem cái chậu. Đây là chỗ nhà, Tre. Thường hết rồi gì? Tre đằng ngà. Kìa. Thường tre mà chơi được thì chỉ có chơi tự nhiên, không ai lắm bảo dây. Bởi em quê ngày xưa cũng biết tre động nó hay bị mất đốt này. Mấy năm rồi đốt rồi. Tre xanh. Thế mới thấy lạ anh. Hay là giống đằng ngà như thế không biết. Đốt nó to tướng cái xanh ép rồi. Nói chung là khóm trúc quý của nó cũng hơi bị hiếm đấy. Thế bảo là hiếm anh qua lại chơi dám vào chơi dám chơi được như thế này. Đấy, hàng hiếm đấy. Đây nó gọi là phụ tử đúng không? Bởi vì là tre nó có đốt được mất. Mà vào cái là tường nó bị phụ tử đốt. Chơi một thân rồng. Đấy là tay em rồi. À đây. Mày ra mày xem nào mày đá cho tao con đi. Đây hai con đang điền đi. Mày ra mày xem một con nào trên xe mày đá tao con đi. Cái đéo lắm. Mày nâu lắm rồi mày chả hỏi cây đéo của tao. Đang đói. Đang đói. Hai con đều đang điền ra. Cây đang gần chủng mới. Cây có suy thoái nghe chả bán được. Không, nhiều người thích chứ nhưng mà không dám bỏ tiền ra. Đúng rồi. Chứ ai chả thích. Ăn nhau phải rơi. Cái đẹp ai chả thích. Vật lá xanh như vật lông gà lông vịt. Cứ dằm nó dày ghê. Biết là như thế rồi.
con này cũng của anh à? Tỉa đi nhìn cho rõ, cái này hay nhá. Đúng rồi, hơi nhỏ, tay đang hơi nhỏ. Đấy này. Vật thế vật như vật lông gan lông vịt. Răm nó dày ghê nhỉ anh nhỉ. Năm điền hả anh? Vâng. Bây giờ vặt này Tết là lá đẹp đúng không anh? Tết là lá đẹp. Cái tầm này Tết thì quá vừa. Vâng. Bây giờ cái lá này nó chưa có màu lá non bật ra thôi. Vâng. Nó rất lên quẩy này. Vâng. Đúng rồi, nó ra luôn, đón lứa mới luôn. Luôn. Chứ không bị mất cái lứa nó vừa mới... Vài ba hôm nữa này thằng nào mà phun thuốc sâu ấy. Mày nó bật lá không có một cái sâu luôn. Vâng. Mà ta phun sâu quá rồi. Về mùa rét mình hay bị sâu. Xử lý lốt cho em mà gốc đi, xong tí không làm không được. Cùn cùn. Dày chi chít như răm này. Con này là dáng cổ. Xanh cổ. Con này chẳng có ngọt có nước gì nhỉ. Ngon về nuôi. Nuôi đi cơm đầu nó quên gì đâu. Đây là hai bể hay. Dày. Ra đây. Không có người chơi ra chả có dụng. Bồng rất đầy. Lại ông Nam Điền. Bác cần mang rất lắm Nam Điền đi. Ừ. Bể nó to bằng cái thân mình. Đi này có cái gì. Đây là cái long anh công nhỉ? Đây là một đôi long. Dày thế nhỉ? Già lắm, già quá. Đây nó bỏ hết mà. Bỏ cả ôm luôn này. Ấp sinh cả ôm luôn. Vâng. Nó là một cây thế này. Nó nhiều năm lắm rồi đấy. Nếu mà mình chơi cây thì mấy năm rồi mà cây đéo nào hoàn thiện. Cho nên để nó cây quá nông. Cứ rôm rôm là bán bên đi. Vâng. Cứ rôm rôm là bán bên đi. Đúng thêm tiền từ 50 triệu đeo bán giả 5-7 triệu đeo phải bán. Bán chứ. Bán cái đéo nữa.
bán mình lại vào cây mới. Thế thôi, nhưng nó mệt cái đi nùng. Đấy. Bây giờ đi nùng không được chưa. Hiếm. Mày chứ cái chợ Nhuệ Giang ở dưới trước kia. Chợ Nhuệ Giang ấy, nó bán đấy đấy ngày xưa. Nếu nói về bán những cái loại củ như một củi là nhiều nhất là anh công kìa. Hay đi rừng. Toàn như cái một củi mới như cái bình thôi mới nó đầu lông. Mẹ nó bây giờ nó đi triển lãm mình nhìn nhận ra cái cục của mình còn vài trăm đấy thì cái loại độc nó độc lạ đấy. Sau đấy trận này mới chuyển về đây được rồi do 7 năm 8 năm gì đấy mới cục mới mà chốt cây hà mà.